đến với hoạt động cuối cùng của STEM, dầu dừa và sản phẩm làm đẹp handmade từ dầu dừa. Sau một quá trình làm việc rất là khẩn trương, nghiêm túc, các nhóm đã có sản phẩm dầu dừa và làm đẹp từ dầu dừa. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với những gian hàng trưng bày sản phẩm dầu dừa và những sản phẩm làm đẹp từ dầu dừa. Tiết học của ngày hôm nay của chúng ta gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, các nhóm sẽ giới thiệu về sản phẩm của nhóm mình. Các bạn là báo cáo viên chú ý, chúng ta sẽ giới thiệu trong vòng tối đa là 7 phút. Phần thứ hai, các nhóm sẽ thống nhất đánh giá điểm cho các nhóm bạn. Và phần thứ ba, cô sẽ tiến hành tổng kết chủ đề STEM của chúng ta. Trước khi tham quan từng gian hàng thì cô sẽ phát phiếu đánh giá cho các nhóm. Chú ý, mỗi một nhóm sẽ đánh giá hai nhóm còn lại. Và trên phiếu thì các bạn không cần đánh giá mục số 3, đó là mục sổ theo dõi. Mục này cô sẽ đánh giá riêng. Điểm cuối cùng sẽ gồm có 70% đánh giá điểm của cô và 30% đánh giá điểm của các nhóm. Và chúng ta sẽ tiến hành tham quan lần lượt theo nhóm như sau. Thứ nhất đó là nhóm hoa đào, thứ hai đó là nhóm hoa sống đời và thứ ba là nhóm hoa cát tường. Và bây giờ các bạn cùng cô sẽ đến với nhóm hoa đào đầu tiên. Thay mặt nhóm em xin trình bày ý tưởng khởi nghiệp của nhóm chúng em ạ. Xin chào các thầy cô và tất cả các bạn học sinh, chúng mình là nhóm hoa đào. Hiện nay, làm đẹp là nhu cầu thiết yếu của tất cả mọi người nên ai cũng sẽ đi tìm cho mình những sản phẩm dưỡng da, làm đẹp da trên khắp các thị trường. Có những sản phẩm dưỡng da được tổng hợp từ các hóa chất khác nhau. Tuy nhiên, với cách sử dụng nguyên liệu thiên nhiên cho da, bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc hóa chất xâm nhập vào cơ thể mà còn rất hiệu quả và an toàn. Vậy nên, với chủ đề dạy học STEM lần này, chúng mình quyết định sẽ giới thiệu đến cho các bạn một sản phẩm dưỡng mi được làm từ tự nhiên với nguyên liệu là dầu dừa. Về dụng cụ, đầu tiên chúng ta cần phải có máy xay, nồi, bếp ga, bát, muôi, cân điện tử, khăn xô, dụng cụ lọc và khuôn đựng. Nguyên liệu chính chúng ta có dừa, vaseline và nước nóng. Về phần thực hành, đầu tiên chúng ta phải cân đủ 500g cơm dừa đã được rửa sạch. Sau đó cho vào máy xay, cho một ít nước sôi và xay nhuyễn. Sau khi xay nhuyễn, sẽ đổ ra khăn xô và vắt kiệt lấy nước. Chất xong, chúng ta lại tiếp tục lấy phần cơm dừa và đi xay lại lần 2. Lại đổ ra, vắt kiệt nước, làm y như bước đầu. Chúng ta sẽ lấy phần nước cốt dừa vừa chắt ra được, nấu đều tay và đợi đến khi sôi. Sau khi đun được bã và nước hơi vàng là dầu dừa, chúng mình sẽ để ra lọc và chắt lấy tinh dầu. Và đây là tinh dầu dừa chúng mình đã thu được. Bọn mình sẽ lấy một lượng vaseline nhất định và hòa tan vào trong cùng dầu dừa. Vì dầu dừa rất dễ bị đông trong điều kiện lạnh nên bọn mình có chuẩn bị một ít nước ấm để dầu dừa luôn ở dạng lỏng. Đó cũng là nhược điểm của sản phẩm lần này của bọn mình. Vậy nên khi vào thời tiết lạnh, nếu các bạn muốn dùng thì phải làm ấm tinh dầu dừa. Cuối cùng là cho vào khuôn. Và thành phẩm của bọn mình đã thu được là một lọ dưỡng mi từ thiên nhiên chiết xuất từ tinh dầu dừa. Vì trong dầu dừa chứa rất nhiều vitamin nên tác dụng của dầu dừa là cung cấp độ ẩm cho cơ thể, tránh da bị khô và việc dưỡng mi và dưỡng lông mày là cực kỳ hiệu quả, giúp lông mi của chúng ta luôn dày và khỏe. Sản phẩm thực hành của nhóm mình đến đây là hết. Cảm ơn các thầy cô giáo và các bạn đã lắng nghe.
hiện theo các bước sau. Mời các cô và các bạn cùng xem video dưới đây. Nhóm Sống Đời xin chào tất cả các thầy cô và các bạn đang có mặt tại buổi STEM ngày hôm nay. Thưa các thầy cô giáo và các bạn, trong chúng ta ai cũng mong muốn khỏe đẹp. Sức khỏe tốt là do thói quen giữ gìn và chế độ chăm sóc hàng ngày của mọi người. Còn vẻ đẹp là món quà của tạo hóa ban tặng cho phái đẹp. Theo thời gian, làm cách nào để giữ được vẻ đẹp của mình? Tất cả là nhờ cách chăm sóc hàng ngày của các bạn. Và tinh dầu dừa cũng là một giải pháp tuyệt vời để cải thiện sức khỏe và cái đẹp. Sau đây là quá trình tạo ra dầu dừa. Trước tiên, chúng ta cần chuẩn bị các dụng cụ và nguyên liệu như sau. Dụng cụ gồm có máy xay, bát, cân điện tử và khăn lọc. Nguyên liệu gồm có dừa, mật ong, nha đam và nước nóng. Đầu tiên, cân dừa bằng cân điện tử, sao cho số trên cân bằng 500g. Sau đó cho dừa vào máy xay rồi đổ nước nóng vào, sao cho vừa đủ rồi mang đi xay cho nhuyễn. Sau khi xay xong, chúng ta đổ ra khăn xô để vắt lấy tinh chất của dừa. Sau đó cho vào tủ lạnh khoảng 3 tiếng. Sau 3 tiếng, chúng ta mang ra đun để lửa nhỏ. Rồi lọc tinh dầu ra riêng và cơm dừa ra riêng. Vậy là chúng ta đã được tinh dầu như trên. Muốn da đẹp hơn, chúng ta có thể trộn dầu dừa với nha đam và mật ong. Chúng có tác dụng chữa chàm, nám da, tàn nhang, trị mụn, chống lão hóa và làm dịu da, phục hồi da. Sau đây là cách trộn tinh dầu dừa và mật ong. Chúng ta cho một thìa tinh dầu dừa vào bát và một thìa mật ong. Sau đó trộn đều lên. Ý tưởng khởi nghiệp của nhóm chúng em. Chúng em thấy là sản phẩm này rất có lợi dành cho tất cả tất cả mọi người đều có thể dùng được, mọi lứa tuổi và đặc biệt là những người có nhu cầu làm đẹp. Sau lần làm thử nghiệm, chúng em đã cho được kinh phí, chi phí nguyên liệu là tổng là 40.500 đồng. Còn số lượng sản phẩm mà nhóm chúng em đã tạo ra là 60g dầu dừa. Còn về lợi nhuận bọn em đã thu được là 19.500 đồng. Để đưa sản phẩm ra thị trường, nhóm chúng em đã giới thiệu qua các trang mạng xã hội như Facebook, Insta,
và Zalo và các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện. Và đây là nhãn mác sản phẩm nhóm chúng em. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Mời cô và các bạn cùng xem quy trình làm dầu dừa và xông dưỡng môi từ dầu dừa của nhóm chúng em. Cân 500g cơm dừa, cắt miếng vừa. Sau đó cho vào nồi chiên không dầu ở nhiệt độ thấp, khoảng 80 độ C trong 3 giờ. Khi thấy cơm dừa khô, xe lại thì mang đi ép chậm, lấy phần nước ép lọc bỏ vã. Cho vào bát thủy tinh để ở nhiệt độ thừa 12 tiếng, rồi tiếp tục cho vào ngăn mát tủ lạnh 3 tiếng. Quan sát thấy phần dầu dừa nổi lên trên, ta ngại lấy dầu dừa cho vào hũ thủy tinh. Với 500g cơm dừa, ta thu được 66g dầu dừa. Dầu dừa được làm từ phương pháp lạnh, cần bảo quản trong tủ lạnh để kéo dài hạn sử dụng. Làm son dưỡng từ dầu dừa, lấy tỷ lệ 10:5 về thể tích dầu dừa, sáp ong, sau đó thêm một viên vitamin E và vài giọt tinh dầu chanh. Làm nóng chảy các chất và trộn đều hỗn hợp. Sau đó cho vào khuôn và để nguội, ta đã có ngay một hũ son dưỡng môi. Sản phẩm của các nhóm, cô thấy các nhóm đã làm việc rất hiệu quả và nghiêm túc. Sản phẩm dầu dừa mà các nhóm đã làm ra thì cô thấy đều đạt về tiêu chí thứ nhất màu sắc, thứ hai mùi vị và mức giá rất là hợp lý để có thể đưa thị trường. Và đặc biệt các nhóm đã rất sáng tạo trong việc thiết kế nhãn mác cho sản phẩm của mình. Với báo cáo viên, cô nhận thấy các nhóm rất là tự tin để báo cáo, các em giống như một PR thực sự chuyên nghiệp về cái sản phẩm dầu dừa của nhóm mình. Và bây giờ mỗi nhóm các bạn sẽ có 5 phút để thống nhất đánh giá cho hai nhóm còn lại và sẽ nộp phiếu đánh giá cho cô.
các nhóm đã tiến hành đánh giá xong, cô xin chuyển sang phần tiếp theo, đó là tổng kết đánh giá của hoạt động STEM. Cô xin công bố như sau. Với nhóm hoa đào đạt tổng số điểm 38,8 điểm. Nhóm hoa sống đời, các bạn đạt 39,8 điểm. Và nhóm hoa cát tường đạt 37,4. Xin chúc mừng nhóm hoa sống đời đã đạt số điểm cao nhất. Sau đây cô xin mời đại diện của ba nhóm sẽ bước lên phía trên để nhận quà. Xin chúc mừng nhóm hoa sống đời, chúc mừng nhóm hoa đào và chúc mừng nhóm hoa cát tường đã hoàn thành. Qua chủ đề STEM này thì các bạn đã làm ra được dầu dừa và những sản phẩm làm đẹp từ dầu dừa, ví dụ như mặt nạ, dưỡng mi, dưỡng môi và biết cách sử dụng chúng. Các em đã có thêm kiến thức về thành phần, công dụng của dầu dừa và ngoài ra các em đã nâng cao được những cái kỹ năng của bản thân, ví dụ như là kỹ năng các bạn làm việc nhóm, hợp tác nhóm với nhau, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, rồi kỹ năng thuyết trình. Cô thấy các bạn qua những phần thuyết trình đã nâng cao được cái kỹ năng thuyết trình và tự tin hơn khi nói trước đám đông. Tuy nhiên cái chủ đề này không chỉ dừng ở đây, về nhà các em có thể tìm hiểu thêm về chủ đề này và làm thế nào các bạn có thể thu được cái lượng dầu dừa nhiều hơn chẳng hạn, hay là bằng cách đưa ra thị trường một cách đó thực tế, thuyết phục hơn, rồi các bạn có thể tạo ra được những cái sản phẩm khác và đặc biệt hơn, đặc trưng hơn nữa về những cái sản phẩm làm đẹp từ dầu dừa. Các bạn có thể cùng nhau thảo luận và có thể có cái những cái hướng đi tiếp theo đối với những cái sản phẩm này. Cô chúc các bạn là trong cuộc sống, trong công việc học tập sẽ có nhiều những cái thành công và thuận lợi. Cô cảm ơn các bạn đã tham gia dự án STEM dầu dừa và các sản phẩm làm đẹp handmade từ dầu dừa.